Năm điều quán tướng phải tưởng xét ra, ta đây phải có sự già thế nào tránh lòng, ta đây sự chết sẵn dành thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến, ta đi biết mà ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt sao tạo ra tự mình, theo ta như bắn theo hình, ta thọ quả bao phần mình kế tường. Trong hoàn cảnh nào trước hết phải tưởng đến cha mẹ đã quá vãng, phải tưởng đến chư thiên ngự trong các nơi, nhất là ngự trong nhà, mà chẳng nên bỗng sáng nên làm việc bất thi, lại phải tưởng đến vua ta ta bất tham. Vi rô ba ca bốn là đứng vua, vi rôn ha ca là chúa cả chư thiên, có đủ sự sang cả chúa chư thiên ấy, nếu được người cũng dường nhau nhau với hồi hương mà người đã cũng dường rồi là nguyên tướng dẫn cùng tất cả gia đình chúng ta hồi hướng. Chúng con xin hồi hướng. Chúng con xin hồi hướng. Thần Phật bảo thanh cao này. Thần Phật bảo thanh cao này. Hậu đến tất cả chư thiên và nhân loại. Nhất là vua trời đế thích. Tự đại thiên vương. Chư thiên người xung quanh. Xin chia phước đến cho cửu hiền thất tổ. Bảo nhận là vui. Thì sự an vui càng tăng tiến thêm. Phước và báo của chúng con là ngày hôm nay. Chúng con xin chia đến cho các dài. Lần thứ nhì, lần thứ ba. Lần thứ nhì, lần thứ ba. Con xin hồi hướng qua này, thâu đến quyên thuộc nơi đây cho tường. Cùng là thân thính xa phương, hoàng đã qua vạn hoàng còn hiện nay, chúng sanh ba giới muôn loài, vô tướng hữu tướng chẳng ngại đâu đâu, nghe lời thành thân thỉnh cầu, xin mau tu hồi lãnh thâu qua này, bằng ai xa cánh chưa hay, cầu xin thiên chúng thọ lành hướng chung, nhưng rồi tôi lỗi thoáng vòng ngắn tay, nguyện chân chung đứng tài khoa hoàng thái đạo lành, nguyện cho phận tham hành hành năm ngàn năm chẳng hương lành thế gian, phước căn con đã tạo thành, do thân thấu ý tu hành gieo nên, đều là vững bền có thể tiến chung đổ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh nhân gian xa bà chư thiên tham thiên cùng là bóng trời vô tướng được mà hướng an, hướng con hồi hướng nhân ban, chúng sanh lãnh thâu bằng ai chưa lo lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hậu mắt ngay, có người làm phương đường rày, lại đêm hồi hướng hiện nay thăm cùng thế lãnh chung, phước quý ông chung thanh nhàn, chúng sanh thế giới ngang hàng, bởi nhờ thọ thân thanh ngang mang trường chiến thắng.
cho phước bao mà chúng con đã chân sanh làm đây. Những điều